Chào các bạn. Trước khi đi vào từng bài học chi tiết, Huyền xin phép được chia sẻ với các bạn một số điều đặc biệt của khóa học này. Khóa học là một cẩm nang về bánh thạch rau câu 3D cho tất cả các chị em nội trợ đảm đang và yêu thích cái đẹp, đáp ứng 3 tiêu chí dễ nhất, tiện nhất và đẹp nhất. Chỉ với dụng cụ vô cùng đơn giản, dễ kiếm là chiếc kim y tế, bạn sẽ vẽ nên cả ngàn loại hoa trọn vẹn sắc, vị và hương. Nắm được các kiến thức vỡ lòng, cơ bản nhưng cần thiết nhất với bất cứ chiếc bánh thạch nào, đó là bí quyết nấu bay trong vắt như thủy tinh, cách chiết xuất màu tự nhiên và cách pha màu sao cho đẹp trước khi bơm hoa. Bạn không cần mua kim thiết kế, không phải e ngại với việc nơi bạn sinh sống có các mẫu kim phù hợp với bài giảng trong khóa học hay không. Không cần mua thêm gì hết ngoài kim y tế, và nếu cầu kỳ hơn thì sắm thêm một bộ tỉa. Với những nguyên liệu cơ bản nhất, bạn đã có thể thực hiện khóa học một cách hoàn hảo rồi. Khóa học này phù hợp với các bạn chưa từng biết gì về thạch. Nó cũng cực kỳ hữu ích với những ai đã thử nghiệm tự học và làm thạch qua các clip hướng dẫn trên YouTube, trên group nhưng vẫn chưa thực sự tự tin và còn lúng túng khi thực hành. Huyền cũng tin rằng với các bạn đang kinh doanh bánh thạch rau câu thì các ý tưởng mới và các kỹ thuật mới là điều mà các bạn luôn luôn tìm kiếm trong suốt quá trình làm nghề của mình. Huyền hy vọng rằng các bạn sẽ không hối hận khi lựa chọn Huyền là người đồng hành chia sẻ kiến thức cũng như kỹ năng trong hành trình chinh phục và lan tỏa đam mê với bánh thạch rau câu 3D của bạn. Đây là khóa học đầy đủ nhất và gói chọn các kinh nghiệm, kiến thức và bí quyết của Huyền trong suốt quá trình làm thạch rau câu và chuyên sâu hướng dẫn kỹ thuật vẽ những loại hoa đẹp nhất với kim y tế. Khóa học là hành trang thực sự hữu ích và cần thiết cho các bạn, các mẹ bỉm sữa yêu bánh thạch và đang tìm kiếm cho mình một ý tưởng kinh doanh thêm nguồn thu nhập ngay tại nhà. Khóa học bao gồm các bài hướng dẫn chi tiết nâng cao và các phương pháp đi kim giúp cho các bạn đã từng làm thạch hoặc đang kinh doanh thạch 3D cập nhật thêm những kiến thức, kỹ năng và mẹo vặt mới nhất từ Huyền. Khóa học tập trung hướng dẫn vẽ các loại hoa dễ tạo hình đẹp, phù hợp với cả 4 mùa trong năm, không bao giờ sợ lỗi mốt. Không chỉ đổ đế cho từng mẫu hoa, chiếc bánh thông thường, Huyền sẽ cùng bạn mix những mẫu đã thực hiện xong trong một bình hoa thật to và thật đẹp. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng ý tưởng tương tự cho các tác phẩm của mình. Một số gợi ý cũng như kết hợp tạo hình mà Huyền rất tâm đắc sẽ được gửi đến các bạn công thức từ A đến Z trong khóa học này. Ví dụ như tạo hình hoa hồng nghiêng màu tím khoai môn, tạo hình hoa táo nhụy đỏ cánh trắng nền tím, tạo hình hoa phượng đỏ và vàng trên nền đen, tạo hình hoa lion màu đỏ nhụy vàng lá xanh trên nền đen, tạo hình hoa hướng dương vàng nhụy nâu đen và xanh trên nền màu hoa đậu biếc, tạo hình hoa trà màu hồng nhạt nhụy vàng nền hoa đậu biếc, tạo hình hoa cúc đại đoá màu tím đậm trên nền vàng chanh. Hướng dẫn bạn vẽ 10 loại cành lá nhỏ trang trí trên 10 size bánh nhỏ. Ngoài ra, tất cả các loại tạo hình trên sẽ được gom lại và vẽ trên một chiếc bánh đại size lớn để các bạn thỏa mãn ý tưởng trong các sáng tạo của riêng mình. Bạn hãy thử hình dung xem với kiến thức nền này cùng thêm một chút xíu đam mê bánh thạch rau câu 3D và một dụng cụ đơn giản là chiếc kim y tế cùng bộ tỉa thì bạn có thể trở thành chủ nhân của những vườn hoa ngập tràn sắc màu sáng tạo không biên giới. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tung chiêu trồng nên những vườn hoa ngập tràn sắc màu bằng kim y tế nhé.